ở bên này để cho đỡ hơn hẳn. Bên này của ai nha bác? Trần Lan hay á? Đúng. Sorry. Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu. Là sự hy sinh đến cho nhau một đời và cùng giấc mơ ngày mai. Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về, còn bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong, mà thời gian đâu có đợi. Để giờ đây ta đang có gì khi vẫn chơi vơi trong tình. Thử hỏi lòng ta, ta đang muốn gì? Thử hỏi lòng ta, đã thật sự yêu chưa? Để cho nhau mãi tiếng yêu thương, để rồi mãi không ân hận, thì xin nhau ta cùng đến. Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu. Là sự hy sinh đến cho nhau một đời và cùng giấc mơ ngày mai. Tình chỉ cần tròn vẹn thôi. Đừng nhìn về nơi dĩ vãng của ngày mai. Dù là không như ý ta mong đợi, thì cùng bắt đầu từ đây. Lòng ta, ta đang muốn gì? Thử hỏi lòng ta, đã thật sự yêu chưa? Để cho nhau mãi tiếng yêu thương, để rồi mãi không ân hận, thì xin nhau ta cùng đến. Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi. Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu. Là sự hy sinh đến cho nhau một đời và cùng giấc mơ ngày mai. Tình chỉ cần tròn vẹn thôi. Đừng nhìn về nơi dĩ vãng của ngày qua. Dù là không như ý
ta mong đợi thì cùng bắt đầu từ đây. Dù là không như ý, ta mong đợi thì cùng bắt đầu. Tình chấp nhận. Quỳnh Vy.